Tiếp tục đến với nội dung bộ phim hoạt hình Đấu Phá Thương Khung. Sau 2 tháng di chuyển thì Tiêu Viêm cùng mọi người cũng sắp đến Ra Mã Đế Quốc. Ranh giới đã ở trước mắt rồi, Tự Nhiên vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng sắp được xuống thuyền rồi. Tiêu Viêm vô cùng phấn khích. Năm đó hắn chạy từ nơi này rời khỏi đế quốc, không biết Ra Mã Đế Quốc bây giờ còn mấy người nhớ kỹ hắn nữa. Dù cảnh vật không thay đổi thì con người chắc cũng đã khác xưa rồi. Nhưng vừa mới tiến lại gần thì đã nghe thấy tiếng động lớn, trong thành có khí tức đánh nhau. Quả đúng như vậy, trong thành là trận chiến giữa một đám lính mặc giáp và một đám người mặc áo vải che mặt. Vậy nhưng mà đám người mặc áo giáp tỏ rõ yếu thế, cách vài bước chân lại có một cái xác, bọn họ chính là người của phụ thành chủ. Còn bọn mặc áo vải là đám người tạo phản, tên cầm đầu là Mông Lực. Bây giờ có người ủng hộ nên hắn ta mới dám to gan như vậy. Mục đích chính là muốn cướp đoạt binh quyền, nếu không thì phụ thành chủ này sẽ là nơi chôn thân của Mộc Thiết thống lĩnh. Lời này làm cho Mộc Thiết vẫn nổ, thực lực ông đã là đấu vương, Mông Lực chỉ là đấu linh mà thôi, vậy mà cũng dám kiêu căng. Không đánh lại thì hắn chơi bài gọi người, nhờ trưởng lão của Vân Lâm Tông Vân Phàm ra tay. Sự xuất hiện của ông ta làm cho Mộc Thiết cũng tỏ rõ căng thẳng. Vân Phàm lên tiếng mời chào ông ta gia nhập vào Vân Lâm Tông, đảm bảo tương lai sau này sẽ lên như diều gặp gió, nếu không thì hôm nay chính là ngày giỗ của ông. Mộc Thiết từ chối, bản thân ăn lộc của quốc gia nên tận trung vì nước, hái cho phép làm chuyện phản bội đó. Hôm nay dù có hy sinh tại đây thì cũng không thể để cho Vân Lâm Tông tùy tiện cướp đi trấn quỷ quan. Vân Phàm nghe xong cũng tỏ ý muốn giúp đỡ. Nếu đã chấp mê bất ngộ như vậy thì lão cũng cho ông được toại nguyện về phần trung thành này. Nhưng còn chưa kịp động thủ thì Tiêu Viêm đã lên tiếng cắt ngang. Hắn không ngờ mình mới rời đi 3 năm mà Vân Lâm Tông đã kiêu căng tới như vậy. Dã tâm thật là không nhỏ. Lời này làm cho Mông Lực bất ngờ. Tại Gia Mã Đế Quốc còn có người dám mắng Vân Lâm Tông như vậy sao? Đám người Tiêu Viêm nhanh chóng lộ mặt. Có rất nhiều đấu vương, đấu hoàng rồi có cả đấu tông. Vân Phàm cũng phải giật mình kinh ngạc vì tự dưng có một đám người không rõ lai lịch xuất hiện. Lão ta lập tức đề cập đến cái tên Vân Sơn nhằm đe dọa Tiêu Viêm. Nhưng ai ngờ không những không hù dọa được mà còn khiến hắn thêm phẫn nộ. Sau khi hắn đi xuống bên dưới thì lão ta mới nhìn thấy quen quen. Sau thoáng chốc suy nghĩ thì cũng nhận ra lai lịch của Tiêu Viêm. Đám đệ tử của Vân Lâm Tông nghe được cái tên này cũng bất ngờ vì hắn vẫn còn sống nhan rằng đã chết đâu mà chết. Tiêu Viêm quay lại trấn an Mộc Thiết không cần lo lắng. Năm đó chính là ông ta đã thả Tiêu Viêm rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Phần ân tình này hắn đã hứa sẽ báo đáp. Chưa để hai người họ hàn huyên tâm sự thì Vân Phàm đã ra lệnh cho đệ tử giết chết Tiêu Viêm. Cả đám nghe lệnh lập tức lao lên, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị người của Tiêu Môn đánh cho nằm ngã ngửa. Điều này dọa cho cả đám bên kia sợ hãi. Mông Lực lập tức dùng pháo hoa để điều động quân đội đế quốc đến cứu viện, sau đó không quên khoác lác một vài câu. Nhưng ai ngờ quân đội chưa đến thì đã bị Tiêu Lệ cùng các anh em chặn đường tiêu diệt. Tới đây thì bọn họ mới biết Tiêu Viêm vẫn còn trợ thủ khác chưa xuất hiện. Rất nhanh chóng, Tiêu Lệ đã dọn dẹp xong chiến trường rồi hiền ngang bước vào. Mông Lực vô cùng hoảng hốt, ban nãy còn tự tin sẽ đưa Tiêu Viêm xuống đất mẹ, rồi chỉ cuống cuồng lo sợ. Vân Phàm yêu cầu Mông Lực quay về đế đô báo tin, còn mình thì sẽ ở lại đây cầm chân đám người Tiêu Viêm. Lão ta nhanh chóng lao lên không trung thì chiến đấu kỹ, Mông Lực cũng nhanh chân định thoát khỏi đây, vậy nhưng Tiêu Viêm đã cho phép đâu mà muốn rời đi. Thế là gã ta bị Tiêu Viêm khống chế lại. Vân Phàm phóng ra mấy cái kim châm tấn công, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Tiêu Viêm tung dị hỏa ngăn chặn công kích, rồi sử dụng Tam Thiên Lôi Động truy đuổi theo Vân Phàm. Vân Phàm quay đầu lại nhìn thì không thấy ai, vậy nhưng sau khi nhìn đằng trước thì lại đã thấy Tiêu Viêm ở trước mặt chặn đường. Chưa kịp để cho lão hết bất ngờ thì hắn đã lao tới tặng cho lão một sút vào người, khiến thân thể đâm xuống đất tạo thành một cái hố. Lão ta cố gắng bỏ dậy uy hiếp, đáng tiếc rằng lần này Tiêu Viêm quay trở lại là để báo thù, cho nên hắn chẳng sợ gì cả. Vân Phàm nhanh chóng bị dị hỏa thiêu đốt cho thành than. Đám người xung quanh thấy vậy vội vã quỳ xuống xin tha mạng. Mọi chuyện được giải quyết xong, Mộc Thiết liền mời mọi người vào bên trong ngồi nói chuyện. Cảm ơn Tiêu Viêm đã giúp đỡ, nếu không thì Vân Lâm Tông thực sự đạt được âm mưu rồi. Tiêu Viêm muốn biết rõ tình hình đế quốc trong 3 năm này. Ông ta cho biết sau khi hắn rời đi được nửa năm thì Vân Lâm Tông đột nhiên thay đổi tác phong ngày xưa. Trắng trợn chiêu nạp đệ tử, còn âm thầm phân công đệ tử tới các thành trấn quan trọng ở các nơi. Hoàng thất và 3 đại gia tộc cũng biết, nhưng lo ngại thực lực của Vân Sơn nên không ai dám nói gì. Tại Vân Lâm Tông lúc này, mặc dù Vân Phàm đã đi lâu rồi mà vẫn chưa truyền tin về, nhưng Vân Sơn cùng 2 tên trưởng lão vẫn chưa hề nghi ngờ. Lão yêu cầu truyền tin thúc giục Vân Phàm. Ý định của Vân Lâm Tông là muốn thâu tóm các nơi trọng điểm, từ đó khống chế Ra Mã Đế Quốc. Bây giờ bọn họ cũng đã chuẩn bị xong nhân thủ rồi, chỉ chờ lệnh của Vân Sơn là có thể tiến thẳng vào đế đô tấn công Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc. Từ sau khi Nhã Phi lên làm vị trí gia chủ, thì Mễ Đặc Nhĩ đã vươn lên làm gia tộc đứng đầu trong 3 đại gia tộc. Nghe Vân Vân đã bị tước mất quyền tông chủ, Tiêu Viêm cũng thoáng buồn, hắn không ngờ rằng nội bộ Vân Lâm Tông lại xảy ra chuyện này. Vân Lâm Tông biến thành bộ dạng này đều là do Vân Sơn gây nên. Có thể nói rằng Vân Sơn đã trở thành uy hiếp lớn nhất của đế quốc. Mộc Thiết đoán rằng Vân Lâm Tông có thể sẽ ra tay với Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc đầu tiên, nên Tiêu Viêm lập tức cáo từ để quay về đế đô, ngăn chặn âm mưu của Vân Sơn. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, các bạn hãy đón xem nhé! Tập phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau!